quý vị và các bạn, khoảng từ chiều mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó tràn đến phía Tây Bắc Bộ, rồi đến khu vực Bắc Trung Bộ. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét vào đêm muộn ngày mai, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Không khí lạnh cũng gây mưa rào và dông rải rác ở khu vực này. Cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ở các tỉnh thành khác thuộc khu vực miền Trung, ngày mai trời nắng, chiều tối chuyển mưa dông. Dự báo khoảng đêm muộn ngày mai, khi không khí lạnh tràn xuống, Trung Bộ trời chuyển rét kèm mưa dông, trong đó Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Đáng lưu ý, đến ngày thứ hai đầu tuần sau, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 200 đến 500mm, có nơi trên 700mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ ở các tỉnh miền Nam cao nhất có nơi trên 34 độ. Do lợi thế địa hình nên Tây Nguyên nền nhiệt thấp hơn, không quá 32 độ. Trên biển, từ chiều ngày 12 tháng 11, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Đối với tỉnh Quảng Bình, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh vào đêm một ngày mai, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong đợt này dao động từ 18 đến 21 độ. Không khí lạnh kèm theo mưa dông một vài nơi. Dự báo khoảng từ đầu tuần sau, trên khu vực tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa có nơi trên 400mm. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ của các vùng trong tỉnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!